Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp của Việt Nam, hàng năm, lượng hàng hóa nông sản của Hải Dương như cải bắp, su hào, cà rốt, hành, tỏi, bí xanh, bí đỏ, vải thiều, ổi, na, vân vân được sản xuất và tiêu thụ với số lượng rất lớn. Chính vì vậy, việc phát triển mở rộng tìm đầu ra cho nông sản luôn được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, qua đó tăng năng suất, chất lượng và sản lượng cho cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, vải thiều và một số loại nông sản của tỉnh sắp bước vào vụ thu hoạch. Năm 2021, diện tích vải toàn tỉnh Hải Dương là 9.186 ha. Đặc biệt, một số vùng vải Thanh Hà và Chí Linh đã sản xuất theo hướng Việt Gáp, trong đó 1.000 ha đã được cấp chứng nhận Việt Gáp. Đáng lưu ý có 520 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap với 50 ha được cấp chứng nhận. Riêng huyện Thanh Hà, thủ phủ vải thiều của tỉnh Hải Dương, năm 2021 có 3.328 ha vải, trong đó có khoảng 1.600 ha vải sớm, còn lại là vải chính vụ. Hải Dương đã bắt đầu vào mùa thu hoạch quả vải thiều. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các địa phương và các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, chủ động làm việc với các doanh nghiệp tiêu thụ vải, nhãn để thống nhất kế hoạch thu mua theo các nhóm: doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp tiêu thụ trong nước và thương lái thu mua, tiêu thụ ở các chợ đầu mối. Hải Dương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua vải và xuất khẩu vải trong điều kiện tốt nhất. Hai năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng của cả nước, trong đó có Hải Dương, gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác quốc tế. Việc tham gia vào các hiệp định đang tạo ra nhiều lợi thế về thuế quan trong xuất khẩu hàng nông sản, nhưng đồng thời cũng khiến các doanh nghiệp gặp khó khi đối mặt với các hàng rào kỹ thuật như yêu cầu về chất lượng, về mẫu mã, hàm lượng, dinh dưỡng trong sản phẩm một cách chi tiết, cụ thể và nghiêm ngặt. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với điểm cầu chính tại Hải Dương, kết nối với hàng trăm điểm cầu trong nước và hàng chục điểm cầu nước ngoài từ Anh, Australia, Bỉ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Pháp, Singapore và Trung Quốc. Bộ đã thực hiện nhiều chương trình và phối hợp chặt chẽ cùng với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thông qua hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ trong nước cũng như là hoạt động hỗ trợ xuất khẩu. Bộ Công Thương cũng rất chú trọng việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, khai thác các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết, hỗ trợ doanh nghiệp đưa các cái hàng nông sản của Việt Nam vào hệ thống phân phối ngay tại Việt Nam cũng như là thị trường quốc tế. Các điểm cầu trong nước có sự tham dự của đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp sản xuất, thu mua kênh phân phối. Các điểm cầu nước ngoài cũng có sự tham gia của các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là tại các thị trường tiêu thụ nông sản quan trọng của Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều nhà nhập khẩu, một số sàn thương mại điện tử lớn có quy mô hoạt động toàn cầu của nước ngoài, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, các cơ quan đại diện quốc tế, đại sứ quán nước ngoài, tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam. Trên cơ sở dự báo, phân tích, đánh giá tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với tiêu thụ hàng hóa nông sản, ngay từ đầu năm, sở đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, ứng dụng nền tảng công nghệ số phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, tổ chức các hình thức quảng bá, kết nối giao thương trực tuyến với các nhà nhập khẩu, các đầu mối mua hàng tại các nước, tổ chức khởi động chương trình đưa vải thiều và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương lên sàn thương mại điện tử thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đồng thời chủ động phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại và tham tán thương mại tại một số nước, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều
và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương. Trong xu hướng mua sắm online ngày càng trở nên phổ biến trên quy mô toàn cầu, quả vải Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương cũng đã và đang được phát triển thị trường trên nhiều kênh trực tuyến. Hội nghị đã chứng kiến lễ khởi động chương trình đưa vải thiều và nông sản Hải Dương lên sàn thương mại điện tử thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, lễ ký kết hợp tác hỗ trợ vải thiều và sản phẩm nông sản Hải Dương lên sàn thương mại điện tử giữa Cục Xúc tiến Thương mại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương, Sở Công Thương Hải Dương cùng hai sàn thương mại điện tử Lazada và Sendor. Hoạt động trao đổi hợp tác giữa các siêu thị, sàn thương mại điện tử Voso và Postmart với các nhà cung ứng vải Hải Dương, giữa các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu với các cơ sở sản xuất chế biến nông sản Hải Dương. Chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với đại tỉnh để triển khai một loạt các hoạt động để hỗ trợ tiêu thụ cho cái sản phẩm vải thiều. Cụ thể là đã hỗ trợ tiến hành cái việc mà tổ chức tập huấn liên quan cho bà con nông dân liên quan cái việc mà ứng dụng cái truy xuất nguồn gốc cho cái sản phẩm vải thiều. Vì quý vị cũng biết là cái truy xuất nguồn gốc đây nó sẽ là một cái công cụ để mà có thể chứng thực cho cái việc là sản phẩm được sản xuất theo đúng các quy trình quy định mà đã được bảo chứng bởi nhà nước, ví dụ như là Việt Gap hay là Global Gap hay là những cái tiêu chuẩn mà sản xuất ví dụ những sản phẩm hữu cơ, và cái việc mà ứng dụng cái truy xuất nguồn gốc vào trong cái sản phẩm, dán nhãn những cái sản phẩm đó, thì khi người tiêu dùng hoặc là các cái đầu mối, các cái nhà phân phối khi mà thu mua sản phẩm thì họ sẽ có niềm tin hơn đối với cái sản phẩm của nông sản, đặc biệt là với các sản phẩm nông sản. Thời gian tới đây, Sở Công Thương Hải Dương sẽ tiếp tục chủ động bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các bộ, ngành trung ương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để có những thông tin hỗ trợ kịp thời cho người nông dân và các doanh nghiệp thu mua tiêu thụ quả vải nói riêng, các mặt hàng nông sản của Hải Dương nói chung.